mình tháo lắp con 906 nha. Trước tiên thì anh em mình lấy cái băng đạn ra, nhớ coi trên cái ổ cho nó hết nha, buồng đạn cho nó hết đạn. Rồi mình cái nút mình xoay xuống, mình lấy nó ra thôi, mình cầm lấy ra đơn giản đó. Rồi mình kéo cái phần nắp trên, kéo ngược ra sau và mình đẩy về trước. Mình đẩy về trước mà mình lấy ra thôi. Rồi cái này cái lò xo với lại một cái khúc cây cái này kìm cái gì mình quên rồi ta. Đó, thì mình lấy nó ra thôi. Nó cây 906 này đơn giản thế đó. Nó có mấy bộ phận thôi. Đó, tháo lắp thì nó đơn giản lắm. Anh em mình xem qua cái clip rồi về mình tháo lắp lại ngay thôi. Đó, giờ mình bắt đầu mình lắp lại. À, đưa vô, đó, đưa cái lò xo vô cái cây này rồi đút nó vô. Đó. Rồi mình cứ lấy cái nắp mình để lên thôi, rồi mình kéo về sau. Kéo về sau nó có cái khớp á, mình tự nó tự động nó vô à. Lấy cái nút mình xay vô. Đó, mình xay xay nó là nó vô, là mình dặn mình đẩy lên là ok. Đó, vậy là xong.